Sáng mùng 8 tháng 1, trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều hình ảnh, bài viết, clip tỏ rõ sự ngán ngẩm về cảnh tắc đường nghiêm trọng tại nút giao thông Khuất Duy Tiến, Lê Văn Lương, Tố Hữu. Thậm chí cả tuyến đường trên cao, các phương tiện lưu thông cũng rất vất vả. Có thời điểm, người dân đợi đến 20 nhịp đèn xanh vẫn chưa thể di chuyển. Cùng với mưa phùn, ý thức kém của một bộ phận người dân tham gia giao thông đã khiến cho việc lưu thông vào giờ cao điểm gặp khó khăn. Khi mà cái lượng người ta đi ngược lên thế này thì cái ở trên kia nó tuồn xuống thì nó không thông được. Thì làm cho tắc khoảng tầm từ 7 giờ cho đến 9 rưỡi thì bắt đầu mới thông được. Do nói chung là chủ yếu là do mọi người đi ngược đường quá nhiều. Mà lực lượng công an của mình thì nó mỏng quá. Mé bên kia thì trong cái thời gian tắc nghẽn thì là nó dân nhà ta tràn ra mé bên này rất chi là đông. Thành thử ra là càng tăng thêm cái độ ùn ứ ở cái chỗ góc ngã tư giao nhau với Tố Hữu Lương. Ngoài nút giao thông Khuất Duy Tiến, Tố Hữu, ngã tư Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, đường Kim Giang, Nguyễn Lương Bằng và rất nhiều khu vực nữa cũng chung số phận bị tắc nghẽn, ùn ứ trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Trước đó, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và thể hiện quyết tâm cao không để xảy ra ùn tắc quá 30 phút. Thế nhưng, ngay sau khi bước vào tháng Chạp, tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra trên nhiều tuyến đường. Điều này cho thấy cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp để đảm bảo cho người dân thủ đô lưu thông thuận lợi, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần.